Những vấn đề thời sự luôn được cập nhật kịp thời. Những tấm gương bình dị giữa đời thường. Những nét văn hóa truyền thống cần được giữ gìn. Những câu chuyện cảnh giác chưa bao giờ cũ. Tất cả sẽ có trong camera cận cảnh. Đây là biển báo giao thông có ký hiệu B131A cấm đổ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đổ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật định. Còn đây là biển báo giao thông có ký hiệu B130 cấm dừng và cấm đổ. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới dừng và đổ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật định. Thế nhưng hiện nay, vấn đề dừng đổ xe không đúng nơi quy định vẫn thường xuyên diễn ra trên các tuyến đường. Biển báo này quy định rất rõ, cấm đổ xe, thế nhưng chiếc ô tô này vẫn mặc kệ biển báo. Và đây, chiếc ô tô này đậu ngay biển báo cấm và ngay khúc cua giao nhau với quốc lộ, gây cản trở lưu thông cho các phương tiện khác. Không chỉ có ô tô con, xe 16 chỗ cũng không tuân thủ quy định của biển cấm, khi đổ xe trong khung giờ không được phép đổ. Nhiều xe đang đi dọc đường á, thì tự nhiên tấp lại mua đồ, gây ra kẹt xe. Rồi không chịu chạy, vỗ cũng không chịu chạy, dính rất nhiều trường hợp đó. Nhiều người nóng người ta đập xe luôn đó, cho nên là nói chung ý thức của mọi người, đặc biệt là những tài xế. Cản trở rồi nó gây ùn tắc, rồi nhiều khi nó có xảy ra tai nạn nữa, nên nó va chạm á. Nên là đậu bên đây phí nó cũng trả là bao nhiêu, nên nó vừa với cái túi tiền của mình, mà nó an toàn nữa. Mất mỹ quan đô thị, đặc biệt là gây cản trở giao thông. Phải chăng mức độ xử phạt đối với những tài xế ô tô vi phạm pháp luật vẫn chưa đủ răn đe? Những cái người mà dừng đổ xe tại cái biển cấm thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo cái quy định tại khoản 4 điều 5 nghị định 46 năm 2016. Thì theo đó cái số tiền bị xử phạt có thể là từ 800 đến 1.200.000 đồng. Pháp luật quy định phải đóng mức phạt từ 800 đến 1.200.000 đồng cho một lần ô tô đậu sai quy định. Thế nhưng những người điều khiển xe ô tô cũng có nỗi khổ riêng của họ. Tùy theo khách quan của mỗi người, có nhiều người người ta cũng muốn đậu nhưng mà người ta không biết chỗ. Còn có nhiều chỗ là em đi kiếm rất là xa, nó không có chỗ đậu, nên bắt buộc phải đậu như vậy, nên nó gây cái cản trở như vậy á. Bây giờ vào trung tâm thành phố thì lượng xe nó nhiều, chỗ đậu thì hiếm. Đến mà không có chỗ đậu thì chuyện đó là đương nhiên là phải có rồi, vì lượng xe nó nhiều lắm. Cho nên như đây tuyến đường này mang tiếng là cho đậu vậy thôi, nhưng mà còn phải chừa cửa biết gia đình người ta buôn bán. Đây là nỗi khổ của những người có ô tô mà bãi đậu ô tô còn rất thiếu. Thế nhưng không thể vì lợi ích của cá nhân mà người ta được phép đậu xe vô tổ chức bất chấp biển cấm, mà khiến cả dòng phương tiện phải khó khăn trong việc di chuyển, và nguy hiểm hơn nữa là tai nạn giao thông. Đây là biển báo có ký hiệu 408A nơi đổ xe. Chiều dài nơi đổ xe có thể được xác định giới hạn bằng vạch kẻ trên mặt đường hoặc bãi đổ có hình dáng rõ ràng. Tại khu vực quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn đường Huyền Trân Công Chúa là một ví dụ minh họa. Tại đây được lắp đặt biển báo cho phép đậu xe có thu phí, nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu của lượng ô tô quá lớn chỉ tính riêng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây thì như cái tuyến này thì quy định đậu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Vào đậu thì người ta muốn lấy xe ra lúc nào lấy, nghĩa là trong cái phạm vi cái giờ đó thôi. Cái phí là 5.000 một lượt thì bao nhiêu năm nay rồi chứ đâu phải bây giờ. Đầu đường là có cái biển báo có chữ B là nơi đậu xe có thu phí á, mà dưới đường là có kẻ ô đàng hoàng. Bây giờ nghe nói đầu tháng 6 này lên 20.000 một tiếng. 20.000 một tiếng thì bây giờ lỡ người ta đậu 5 tiếng, 30 tiếng là phải cả 100.000 không? Trên đây là những hình ảnh và mức phạt đối với tình trạng ô tô đậu ngay tại khu vực có biển cấm. Vậy khi ô tô đậu những nơi không có biển cấm, liệu có bị xử phạt hay không? Có
những chỗ á thì hả lại giống như vẽ cái lằn sơn từng ô xe để đổ, nhưng mà những cái chỗ thì nó lại không gạch đường. Những cái người dừng đổ xe mặc dù là không dừng đổ ở cái nơi có biển cấm, nhưng nếu như cái việc dừng đổ này mà dừng đổ ở cái việc là bên trái của đường một chiều, hoặc là ở cái nơi có đoạn đường cong, hoặc là cái nơi mà cái đường dành riêng cho xe buýt, hoặc là cái miệng cống thoát nước, thì cái việc dừng đổ này vẫn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định tại khoản 2, khoản 3 của điều 5 nghị định 46 năm 2016. Thì theo đó mức xử phạt có thể là từ 300.000 đồng đến 800.000 đồng. Trong trường hợp cái việc dừng đổ mà không tuân thủ theo cái quy định về dừng đổ trên đường cao tốc thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo cái quy định tại khoản 7 điều 5 nghị định 46 năm 2016, thì mức xử phạt có thể là từ 5 triệu đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó có thể bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Với mật độ dân số ngày càng đông, phương tiện giao thông của người dân cũng tăng theo. Việc tìm một bãi đậu xe, đặc biệt đối với xe ô tô hoặc các loại xe 16 chỗ trở lên khó khăn rất nhiều. Những người cầm lái không nên đậu xe sai quy định, tránh việc ùn tắc giao thông, mất trật tự đô thị, ảnh hưởng không tốt đến mọi người xung quanh. Camera cận cảnh đã từng đề cập đến rất nhiều tình huống giao thông nguy hiểm và tai nạn bất ngờ xảy ra trên đường, để lại những hậu quả nghiêm trọng do sự bất cẩn của người tham gia giao thông. Và tình huống mà camera an ninh ghi lại được dưới đây là trường hợp như thế. Đồng hồ hiển thị gần 4 giờ chiều. Đoạn đường có khá nhiều xe cộ qua lại. Xe có gắn camera hành trình đang di chuyển trên đường. Phía trước mặt là một chiếc xe bán tải. Nắp cốp phía sau xe mở bung ra, trong cốp xe chở đồ đạc cồng kềnh. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi di chuyển trên đường mà không đóng nắp cốp xe? Trở lại tình huống, chiếc xe bán tải di chuyển trên đường mà không đóng cốp xe, liên tục nháy đèn xi nhan xin vượt và tăng tốc thật nhanh để vượt qua chiếc xe tải phía trước. Thì bỗng nhiên hàng hóa cốp xe rơi ra, văng xuống làn đường ngược lại, khiến cho nhiều người đang chạy xe máy phải nép sát vào trong. Còn chiếc xe ô tô chạy đúng làn đường phải thắng gấp lại và nép vào phía bên trong lề, nhưng vẫn bị va chạm với các hàng hóa văng xuống đường. Chiếc xe bán tải thì thắng gấp chắn ngang làn đường ngược lại. Rất may mắn là làn đường ngược lại cũng thoáng xe khi đồ đạc rơi xuống, nếu không thì đã có tai nạn liên hoàn xảy ra. Thêm một tình huống tương tự như vậy, xe có gắn camera hành trình đang di chuyển trên đường thì chiếc xe tải từ phía sau chạy vượt qua và hàng hóa trên chiếc xe này văng xuống đường mà tài xế không hề hay biết. Chiếc xe tải cứ chạy, mặc cho những mảnh vụn của hàng hóa trên xe bay xuống đường. Rất may là tài xế chiếc xe này phát hiện kịp thời và dừng lại, nếu không đã gây ra tai nạn cho những người xung quanh. Hai tình huống trên là kinh nghiệm để đời đến các tài xế xe ô tô khi chở hàng hóa cần phải buộc dây phủ tấm bạt, đóng cốp xe sau thật chắc chắn để giữ an toàn cho những người xung quanh. Những hành động mở cốp xe khi đang di chuyển trên đường phố phải bị phạt thật nặng để hạn chế tối đa những trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai. Camera cận cảnh đã từng đề cập đến những tình huống giao thông đầy nguy hiểm của những phụ huynh chở con bằng xe gắn máy hai bánh trên đường phố đã khiến nhiều người sợ hãi và ám ảnh. Camera cận cảnh kỳ này gửi đến quý khán giả những hình ảnh cũng đã làm thót tim nhiều người đi đường, mà nguyên nhân đến từ sự vô trách nhiệm của phụ huynh. Đồng hồ hiển thị 2 giờ chiều. Đường nông thôn ít người qua lại. Xe ô tô có gắn camera hành trình đang di chuyển trên đường thì phải giảm tốc đột ngột và dừng gấp lại bởi một vật cản di động phía trước. Chuyện gì đã xảy ra? Xem lại tình huống một lần nữa. Xe có gắn camera đang di chuyển trên đường vừa qua khúc cua quẹo đã phải thắng khẩn cấp bởi một vật màu trắng chắn ngang. Làn đường ngược lại là chiếc xe tải đang di chuyển cũng dừng hẳn lại. Vật cản di động chính là một trẻ nhỏ đang chập chững đi và chơi giữa đường. Rất may mắn cho đứa bé là tài xế xe có gắn camera hành trình đã xử lý tốt tình huống thót tim này. Thử hỏi những bậc phụ huynh của đứa bé này đang ở đâu?
nhà thì không đóng cửa, không xem chừng trẻ để tự ra đường chơi. Nếu có tai nạn xảy ra hoặc hai xe này không dừng lại kịp, thì liệu đứa bé có đảm bảo tính mạng hay không? Thêm một tình huống tương tự như vậy. Xe có gắn camera hành trình đang di chuyển trên đường. Bên lề đường có nhiều xe máy dừng san sát nhau. Phía trước là một chiếc xe tải đang chạy và thắng gấp lại. Chuyện gì đã xảy ra? Trở lại tình huống. Xe có gắn camera hành trình đang di chuyển trên đường, đang chạy với tốc độ khá nhanh. Phía trước chiếc xe tải đang dừng gấp lại. Xe có gắn camera hành trình cũng giảm ga dần và thắng lại gấp. Bởi trên đường đang có một đứa bé bò ra tới con lương chắn ngang. Một phụ nữ leo ngược con lương để qua bồng đứa bé và hai người thanh niên trên xe có gắn camera hành trình chạy xuống để phụ đưa đứa bé vào trong. Thật sự hai đứa bé trong hai clip trên rất may mắn đã gặp được những người tài xế tốt, nếu không đã có những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Rất nguy hiểm khi trông trẻ nhỏ mà sơ suất không đóng cửa rào hay cửa nhà, để bé một mình bò ra ngoài đường như hai đoạn clip trên là không thể chấp nhận được. Mong rằng các bậc phụ huynh sẽ trông trẻ cẩn thận hơn và an toàn hơn để không có những tình huống cũng như tai nạn đáng tiếc nào xảy ra với trẻ nhỏ. Nhiều vụ sạt lở ven sông nghiêm trọng đã và đang diễn ra thường xuyên trên hệ thống sông rạch tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ cuốn trôi nhiều diện tích đất, sạt lở còn gây thiệt hại về tài sản, thậm chí là đe dọa đến tính mạng của người dân sinh sống trong những căn nhà ven sông. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn ngang nhiên xây dựng và cơi nới diện tích nhà ở, lấn chiếm cả bờ sông và một phần của lòng sông. Nhà bằng tôn, nhà bằng bê tông cốt thép, nhà cửa nằm san sát nhau, đua nhau lấn chiếm lòng sông. Phía dưới lòng sông là những trụ nâng bằng xi măng và bằng cây. Mặc dù những trụ cột rất sơ sài, lỏng lẻo và nguy hiểm, nhưng người dân vẫn thản nhiên cư ngụ. Đặc biệt, nhiều ngôi nhà làm bằng bê tông cốt thép trên những cây trụ yếu ớt. Liệu những cây trụ này có đảm bảo được an toàn cho những ngôi nhà xây cất trên đó? Cho nên, tính mạng của người dân cũng bị đe dọa hàng ngày là điều hiển nhiên. Tại rạch Ông Lớn, rạch Sáng thuộc khu vực quận 7, quận 8, huyện Bình Chánh, tình trạng nhà lấn chiếm lòng sông vẫn còn khá nhiều. Tại rạch Sáng, người dân ngang nhiên lấn chiếm bờ sông và lòng sông, bất chấp sự nguy hiểm luôn đe dọa ngôi nhà mà họ đang sinh sống. Kênh Sáng đang trong tình trạng sụt lún một số đoạn. Nhiều hộ dân phải rào hàng rào để đất đá không bị trôi xuống sông, nhưng ở thì vẫn cứ ở. Mà nghe sụp lở thì cũng sợ, nhưng mình ở bên bồi thì không có sợ nó sụp. Tại vì cô là nằm ở trên phía bên là bên bồi, nó không có sụp lở gì hết. Nhưng mà nước mà chiều cường mà nếu mà dòng ngày rầm thì nó hơi leo lên trên thềm được một chút. Không quen rồi, nhưng mà người khác vô thì thấy ta sợ. Cô thấy bao nhiêu năm người ta cũng ở vậy, không có sụp lở gì hết. Ghe ta thêm để cho nó rộng rãi, cái dài thêm. Khi phóng viên có mặt tại kênh tẻ khu vực quận 4, quận 7 và quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, nhiều ngôi nhà lấn chiếm đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, sập sệ. Những mảng tôn rỉ sét được chắp vá lên nhau. Phía dưới là những trụ cột đã mòn theo thời gian. Nhưng những hộ dân ở đây vẫn sinh sống bình thường với quan niệm xưa cũ, trời kêu ai nấy dạ. Rất là nguy hiểm luôn chứ không phải là nguy hiểm. Đó, bạn nói sạt lở bất cứ lúc nào, mưa gió tới rồi. Đang tới mưa nước đổ là nó có thể nó sập bất cứ lúc nào. Là sợ là sạt lở sập thôi. Tại vì tàu thuyền bè đầu qua lại á, không có đèn á, sợ người ta tối người ta không thấy á, người ta lủi vô. Là nhiều nhà người ta lấn chiếm ra thêm. Chứ còn người dân sống ở đây thì thấy cũng bình thường lắm, không có gì hết. Dĩ nhiên phải nguy hiểm rồi, cái nhà này lụp sụp quá rồi. Thành ra mà bây giờ ai mà ở được bao lâu được ở thôi. Cái khu vực bên đây thì nó giải tỏa rồi. Đó, thì chưa biết chừng nào nó mới xong cái bờ kè này. Đó, rồi bên kia thì con nhìn đi, đổ nguyên cái dãy bên đó rồi. Nhà nào cũng lụp sụp hết. Đó. Nguy hiểm thì phải có nguy hiểm rồi đó. Với cái mức độ mà sống ven sông như thế này, tình trạng sạt lở rất là nguy hiểm. Thí dụ như vùng ven sông này, bây giờ mình ra đây nó rất nhiều cái người ta bỏ, không phải là rác không nữa, mà có thú vật, có chuột chết. À, và có những cái, nói chung là nó là một cái ô nhiễm trầm trọng cho cái nguồn nước của thành phố mình. Thực chất ra những người mà đi vớt rác ven sông
người ta cũng quá cực khổ. Mà lúc này hôm nay vớt thì ngày mai nó lại đầy. Theo bác, nếu mà giải quyết cái này trước nhất là vấn đề cái ý thức của người dân cư ngụ địa phương, người ta phải có một cái tuyên truyền giáo dục và có những cái hỗ trợ cho dân để sống tốt hơn. Tiếp cận một ngôi nhà đang bị xuống cấp nghiêm trọng ngay cọn lớn thuộc khu vực quận 7. Ngôi nhà chỉ còn phần nền và phần khung nhà được người dân chắp vá, giăng màn để cư ngụ. Ngay bên cạnh là những trụ bằng cây vẫn còn nằm trơ trọi theo thời gian, là hậu quả của một vụ sạt lở trước đây. Có một bờ kè đang được thi công tại khu vực này, nhưng sạt lở vẫn diễn ra và đã được chắn rào lại như thế này đây. Mày hiểm rồi, dây hiểm chứ giờ sao giờ, sợ mình dán cho sao giờ. Nó sập lở lâu lắm rồi đó, mà giờ dán ở chứ giờ sao giờ. Tối mình ngủ mình sợ lỡ giờ, ngay tối này nó lỡ hả. Việc cất nhà lấn chiếm lòng sông là một trong những nguyên nhân gây sạt lở, đe dọa đến sự an toàn và tính mạng của những người sinh sống tại đây. Giờ bà chăm mà kiếm chỗ ở tốt rồi đặng cho đừng tối, đừng ngủ yên tĩnh. Theo chú thấy thì nhà nước phải có cái chính sách ưu đãi cho mấy người đó, ta lên bờ ta cất nhà chứ để làm gì? Một, thứ nhất là mất vệ sinh, thứ hai là nó không an toàn. Cái điều tốt nhất là nên có một cái hướng, một cái kế hoạch lâu dài để di dời giải tỏa những người sống ven sông, trả lại cảnh quan môi trường cho dân thành phố ngày một tươi đẹp hơn. Thì bây giờ mà nhà nước mà cho dân người ta ở một cái nơi nào người ta thuận tiện, người ta đi làm ăn thôi. Rất mong được cơ quan chính quyền được hỗ trợ cho người dân cho tái định cư hay là dẹp hết mấy bờ kè đừng cho lấn chiếm nữa để họ sạt lở. Mong rằng các cơ quan chức năng cần có biện pháp chấn chỉnh việc người dân xây cất nhà ở lấn chiếm sông rạch, theo dõi thường xuyên tình hình sạt lở, đề xuất chính quyền thành phố về việc xây bờ kè kiên cố tại những điểm có nguy cơ sạt lở cao, để góp phần giữ lại những phần đất ven sông, ven kênh rạch trước khi tất cả bị biến mất dưới lòng sông. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về email camera.cancanh@mcv.com.vn hoặc số điện thoại 0938 980 305.